Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng kích điện bắt run đất hay còn gọi là địa long để bán cho thương lái Trung Quốc gây ra nguy cơ hủy hoại môi trường, đất đang diễn ra rầm rộ, khiến cho nhiều người dân bức xúc. Trên các trang mạng xã hội, máy kích điện run đất được giao bán la liệt, giá khá rẻ, dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng một chiếc. Loại máy hoạt động rất đơn giản, chỉ cần cắm máy kích xuống đất, người sử dụng bấm nút là luồng điện rất mạnh phóng ra, khiến các sinh vật ở dưới đất phải chui lên, trong đó có run đất. Một chủ vườn cam cho biết, giá run tươi được thu mua từ 70 đến 80 ngàn đồng 1 kg. Một nhóm vài người đi kích điện có thể thu về 100 đến 120 kg run mỗi đêm. Các lò sấy run theo đó cũng mọc lên khắp nơi, hoạt động thu mua rầm rộ, run sau khi sấy khô được bán cho các thương lái Trung Quốc. Vấn nạn kích run này khiến các chủ vườn cam Cao Phong bất an, bởi không chỉ run đất bị tận diệt, kích điện xuống đất sẽ ảnh hưởng đến bộ rễ tơ của cây. Hậu quả, cam vàng lá và chết, năng suất giảm. Để ngăn chặn tình trạng kích điện run đất, nhiều chủ vườn cam phải dựng hàng rào dây thép, lắp camera quanh vườn, thức trắng đêm canh người kích run trộm. Thậm chí một số chủ vườn còn treo biển, cấm kích run, cam hỏng rễ, bắt được đền cả vườn. Nếu ai bắt được thưởng 2 triệu đồng. Vậy nhưng, lợi nhuận từ hoạt động kích điện bắt run đất thu về quá cao, có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày, khiến nhiều người bất chấp, đổ xô đi kích điện tận diệt run đất. Để hiểu rõ hơn về vấn nạn này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với anh Nguyễn Anh Tuân, chủ vườn cam ở huyện Cao Phong, Hòa Bình. Bác sĩ, anh cho biết là việc phá hoại canh tác, đặc biệt là kích run đã và đang ảnh hưởng ra sao đến đời sống của anh trong thời gian vừa qua? Thời gian gần đây thì cái nạn kích run ấy, nó đang ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cuộc sống của những người làm cam như chúng tôi ở tại Cao Phong, Hòa Bình. Chúng tôi, cuộc sống đang bị xáo trộn một cách hoàn toàn và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Hàng ngày thì chúng tôi phải làm việc làm vườn, chăm sóc vườn rất là mệt. Tuy nhiên thì ban đêm thì bây giờ cái nạn kích run nó đang diễn biến rất là mạnh. Chúng tôi không dám ngủ, ban đêm thức khuya. Cho nên đêm cứ phải đi canh vườn liên tục, cùng nhau kiểu tạo những cái đội nhóm để có thể trông vườn của mình một cách an toàn hơn, tránh những cái sự xung đột mà diễn ra, sự phản kháng nếu mà trong trường hợp mà tìm được những người kích run ở trong vườn mình. Thời gian gần đây thì cái nạn kích run nó đang diễn biến một cách rất là nghiêm trọng, còn mà nó làm cho những tình làng nghĩa xóm, cái sự nghi ngờ lẫn nhau này. Khi mà đi tìm hiểu về cái nạn kích run này thì tôi cũng đã tìm hiểu rất là đi sâu vào trong những cái khu vực mà có các cái lò sấy run ở trong địa bàn. Thì chúng tôi thấy rằng là cái giá run tươi trong giai đoạn gần đây nó dao động khoảng tầm 50.000 cho đến 80.000 một cân tươi. Còn run khô đã sấy thì giá dao động khoảng tầm 600 đến 1 triệu. Và thậm chí là đã thấy nhiều chỗ ở Trung Quốc là thu mua với giá là 1 triệu rưỡi 1 kg run sấy khô. Cái giá thành rất là cao nên là bà con bất chấp để làm sao mà có thể là kéo những cái lợi nhuận về mình. Cái lượng mua của Trung Quốc đang rất lớn, tức là bao nhiêu cũng bây giờ rất dễ dàng để tìm kiếm ở trên các cái nhóm là muốn gom, ví dụ như là muốn gom khoảng 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn. Thì chỉ cần là đăng lên trên nhóm Facebook thôi thì ngay lập tức là sẽ có một loạt các cái người thương lái sẽ vào chào hàng và đang có sẵn hàng. Ví dụ như là ở khu vực này tôi đang có sẵn là 5 tấn, ở khu vực kia đang có sẵn 10 tấn. Thế nên câu chuyện nếu mà muốn gom 100 tấn khô thì cũng rất là nhanh chóng, thì trong một vài ngày là có thể gom được hết. Quan trọng là có được đủ cái lượng tiền để gom cái số hàng lớn như thế. Cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Vậy sau khi mà có phản hồi của các cơ quan báo chí và đặc biệt là kênh VTC16 thì hiện trạng kích run tại vườn cam của anh có giảm đi hay không ạ? Cái nạn kích run này nó đã diễn biến từ năm 2017. Nó đã hoành hành rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì cái thời gian Covid vừa qua thì cái nạn kích run nó có dấu hiệu giảm lại. Tuy nhiên là giai đoạn gần đây thì cái nạn kích run nó đang bùng phát trở lại, mà không phải mỗi Cao Phong mà ở trên toàn quốc đã có hiện tượng kích run. Nếu mà kích run ở trong cái khu vực ví dụ trong rừng hay là ở cái đường đi thì cái lượng run sẽ ít hơn, nên là bây giờ các đối tượng kích run sẽ thường xuyên kiểu như chui vào kích trộm ở các cái vườn mà cây ăn trái, đặc biệt là cái vườn cam, vì có cái lượng của phân hữu cơ, phân chuồng chăm sóc kiểu hữu cơ theo hướng hữu cơ nhiều thì cái lượng run rất là nhiều. Chính vì thế nên là bà con, những người làm cam chúng tôi thì đang rất là lo lắng. Lo ngại hơn nữa bởi vì vấn đề là kích run này nó không phải chỉ đơn thuần là lấy con run lên, mà thậm chí là nó làm cho toàn bộ cái vi sinh vật trong đất bị hủy hoại, đất trở nên là đất chết, khô cằn lại và cỏ sẽ bị cháy. Cái bộ rễ tơ mà trong cái giai đoạn mà khi mưa này thì bộ rễ tơ nó đang phát triển ấy, thì cái
rễ đấy sẽ bị hủy hoại, bị cháy hết rễ. Và các cái đội khi mà kích run xong một thời gian ngắn khoảng tầm một tuần cho đến khoảng tầm một tháng thì sẽ thấy biểu hiện rất là rõ ở trên cây, đó là các cái ngọn ở bị kích run nó sẽ bị xoắn lại và cái lá bắt đầu chút rụng xuống và quả thì cũng không giữ được, quả không lớn được nữa. Cái lượng run này sẽ được bán cho các thương lái ở Trung Quốc. Như tôi được biết ở bên khu vực Kim Bôi thì có rất nhiều lò sấy và các cái thương lái ở khu vực Vĩnh Phúc xuống mua và để là đầu nậu để thu mua run. Các lò sấy này thì hoạt động ngày đêm 24/24. Bất kể những người mà đi kích run được có run được lúc nào thì trở đến thì đều có người nhận, và số lượng thì lớn nhỏ thì đều nhận hết. Cái lò sấy này thì một ngày có thể sấy được đến những cái lò sấy mà lớn có thể sấy được đến 4 tấn run một ngày. Chúng tôi cũng đang cầu cứu tất cả các cơ quan chức năng, các cái đơn vị truyền thông để làm sao mà cùng vào cuộc để hỗ trợ, kêu gọi và nói lên cái tiếng nói của người dân chúng tôi. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều những chia sẻ của anh. Vấn nạn này hoạt động mạnh nhất là ở các vùng chuyên canh cây nông nghiệp, đặc biệt là ở thủ phủ cam Cao Phong, Hòa Bình. Sau loạt phóng sự được đăng tải trên hạ tầng nội dung số của chúng tôi đã nhận được rất nhiều những phản hồi của khán giả. Bạn Vân Tuyết bình luận trên kênh YouTube VTC16 rằng nhà vườn họ hiểu sự nguy hại của việc kích run, chỉ có những người hám lợi làm hại cho đất trồng. Chính quyền cần xử lý thật nghiêm khắc với tội phá hoại này. Cần có bản án thật nặng để răn đe, chấm dứt tình trạng này. Còn bạn Ngân Nguyễn thì bình luận rằng phải phạt thật nặng những kẻ kích run đất và cấm những cơ sở kinh doanh sấy run đất là hiệu quả nhất. Có khán giả thì bình luận phải phạt thật nặng những kẻ kích trộm run, không thể để chúng nhởn nhơ trước pháp luật phá hoại sản xuất. Hay người dân tham tiền, ý thức kém nên thấy có tiền là làm mà không nghĩ đến hậu quả, xử lý thật nghiêm vào. Có một đêm mà có thể là bị kích run lên tới cả tạ. Tôi nhà báo Trịnh Bá Ninh ạ, nhà báo nghĩ sao về câu chuyện thực tế đang diễn ra tại Cao Phong, Hòa Bình? Và nếu mà chúng ta cứ để tình trạng này kéo dài đi thì sẽ có những hệ lụy như thế nào tới vườn cây ăn trái cũng như là hệ sinh thái đất ạ? Cây thì nó phải có màu mỡ nó mới sống được. Thế muốn có run đất thì người ta phải bón phân hữu cơ. Chứ tự nhiên thì không có được. Đấy, phải có phân hữu cơ thì lúc đó run mới phát triển được. Thế run phát triển được nó gọi là ví như cái máy cày trong lòng đất ấy. Nó chính là cái máy cày đấy, cần mẫn ngày đêm liên tục. Đấy. Thế thì bây giờ nếu mà cứ để tình trạng nó diễn ra thì chắc chắn điều đó không có nghi ngờ gì nữa. Điều đó chắc chắn là cây cối sẽ hỏng. Điều đó chắc chắn là các thảm thực vật sẽ suy kiệt. Đấy, thế thôi, và lập tức lúc đó là những rừng cỏ lau nó sẽ mọc lên, những rừng hoang sẽ mọc lên. Và anh đừng bao giờ hy vọng thu hoạch được gì trên những vùng đất đấy. Và đương nhiên cũng không còn run nữa. Thế thì tất nhiên những vùng đấy sẽ không còn run nữa. Thế tại sao các ông ấy không mang kích run kích vào trong thật sâu trong rừng ấy? Thì lấy đâu ra? Tại vì ở đây là những cái cây này là những cây trồng để mang lại thu nhập cho người nông dân. Muốn mang lại thu nhập thì người ta phải đầu tư, và đầu tư như thế người ta phải tốn tiền. Thế anh muốn kích run, anh bảo thì ông không có vai trò gì đúng không? Thế thì ông mang kích lên thẳng trên rừng ông kích cho nào, hoặc mang ra cái đồi cỏ ông kích xong có lên không, đúng không? Đấy, cho nên là cái đấy là nó một cái rất là biện chứng, và cái đấy phải nói như thế để cho nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nó phải nói thế cho rõ ràng. Chúng ta nhìn thì phải nhìn thế này này, tức là những người đó là những người nó tàn ác, tôi dùng đúng ngôn ngữ thế, tàn ác, hủy diệt. Anh kích cá, kích điện cá dưới sông Chán, anh vác lên kích chết cả run trước trong lòng đất. Đấy, những người tàn ác. Ngoài cái lợi nhuận thì ai chả phải kiếm tiền để sống, ai đi kinh doanh cũng phải muốn có được nhiều tiền, điều đó không đúng, nhưng mà nó đừng tàn ác như thế.